Rồi ok luôn anh em nhá. Ok anh em ạ, thì chắc là anh em đang thấy khá là tò mò về tôi đang livestream với một cái nick khác kia đúng không? Thì tôi phải thông báo với anh em một tin, đó là cái nick kia của tôi nó bị cái gì ý. Tôi không livestream được. Thế là tôi phải mượn nick của bạn tôi để tôi livestream anh em ạ. Thì là tôi phải tài cát đấy, chung là hôm qua hôm kia tôi có livestream cho anh em đấy. Tự nhiên bị lỗi chứ. Chả hiểu. À, thì giống như là hôm qua tôi đã nói với anh em đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi RL Craft anh em nhé. Thế nhưng mà chúng ta sẽ cùng đợi thêm một tí nữa anh em nhé. Cùng đợi thêm một tí nữa để cho có nhiều anh em vào. Bởi vì là tôi chung là RL Craft tôi chả biết cái mẹ luôn anh em ạ. Nên là bây giờ mà tôi vào toàn shit đấy. Ok. Ok, hello anh em nhá. Hello An nhá. Hello An, hello. Đấy thì mình đứng ở ngoài này chúng ta có thể nhìn thấy là cây cối chung mà trông cũng khá là chân thật anh em ạ. Hôm nay ngày của anh em thế nào? Nick tạm thời à? Ừ đúng rồi. Nick này là nick tạm anh em ạ. Ông Hòa Tài đúng rồi, chuẩn rồi. Tôi đây anh em ạ. Cái này là nick của bạn tôi đấy. Nick của bạn tôi phải like hộ đây, tôi phải mượn tôi like nhờ đây, chứ cái nick kia của tôi là nó bị lỗi rồi, tôi không like được anh em ạ. Thốn quá, chứ cái nick kia bị lỗi anh em ạ. Anh em thông cảm nhá, chắc là một vài ngày nữa thì tôi mới like lại được bằng cái nick kia. Thì chắc là trong một vài ngày là tôi sẽ like nhờ nick của bạn tôi. Hôm nay thứ mấy anh em nhỉ? Hôm nay thứ sáu nhỉ? Hôm nay thứ sáu thì anh em có gì vui không? Hôm nay thì anh em có gì vui không? Tối nay tôi like được 15. Ok. Được rồi. Vậy thì chúng ta cùng vào và trải nghiệm game trước anh em nhé. Cùng vào và trải nghiệm game luôn anh em nhé. Nói chung là tôi cũng chưa biết một cái mẹ luôn anh em ạ. Tôi mới chỉ lên mạng và tôi tìm hiểu một tí. Thì tôi mới biết được là ở trong cái RL Craft này này, là cái cách để mà chúng ta có được cây ấy, là nó đéo đơn giản là bằng cách là mình dùng tay mình đấm cây thôi anh em ạ. Nó rất là căng. Tôi mới chỉ biết có mỗi cái chuyện là chặt cây nào thôi, chứ còn lại là tôi chưa tìm hiểu thêm một cái gì nữa. Nên là đấy, nói chung là trông nó có gì thế, mà chỉ tôi đây chứ không phải tôi ăn cặc đây anh em ạ. Game mode survival thôi đúng không? Chứ mà còn gì nữa không? Như vậy được rồi đây anh em ạ. Tôi vừa thi xong à? Ôi, ngon, thi xong là tốt rồi. Thế là hỏng rồi, hỏng đâu? Hỏng đâu anh em? Ngon lắm. Ông chỉnh tiếng Việt à? Ừ, thì là cái này là tôi thử chỉnh tiếng Việt rồi. Thế nhưng mà kiểu là nó chỉ chỉnh một vài phần qua tiếng Việt đấy, chứ nó không. Ô cái mẹ. Ơ quái đấy, vì sao tôi ở biển thế anh em? Ui cái này là cái gì sáng cái này? Ôi nhanh 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 bơi lên nhanh nào. Ấy 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 rồi. Ô cái gì đây? Đây là đảo anh ạ. Thôi rồi, tôi cứ vào đây thử cái nào. What the fuck? Thế nhưng mà chắc là RL Craft chắc là nó không có con quái gì dưới biển đâu anh ạ. Nên là chắc là ok đấy. Tôi thử trèo trên này anh em nhá. Chứ mà chung là bơi dưới biển nó hơi ghê. À ok các bạn. Thì là RL Craft là nói chung là nó hơi nặng. Thế nên là tôi xin phép anh em là cho tôi được để cái khung hình trên dây ở bên trên góc bên trái nhá. Bởi vì là tôi muốn xem thử xem là cái khung hình trên dây nó có tốt không ấy. Thì nếu mà nó mà giật lag thì tôi còn là giảm nó xuống để cho anh em xem nó mượt. Đấy, tôi xin phép anh em thì cho tôi để cái đấy nhá. Hơi nhỏ, ừ khá nhỏ anh em ạ. Nhưng mà ít ra là may mắn là tôi tìm được một cái đảo anh em ạ. Tôi đã thử ở trên này xem thử xem là. Ok cái làng này đúng không? Ôi kìa. Ui. Có khinh khí cầu kìa. Hay nhở. Ui. Hello các anh. Alo các anh ơi, có ai không ạ? À, để tắt thử xem có wiki không nào. Ở đây tôi để wiki à, tắt luôn wiki luôn anh ạ. Alo, có ai không ạ? Ê, đéo mày đây. Cái đéo gì đây? Mẹ, hình như là có con skeleton anh em ạ. Ơ, cái gì? Tôi dùng tay không mà tôi không phá được cái này hả? Cái gì vậy? Really? Vãi cứ. À không anh, nhưng mà ít ra tôi được. What? À đây đây đây. À đây các bạn.
mình phá làng rào rơi xuống, sau mình phải click chuột phải vào là mình mới nhặt được. Nhặt tôi đi nào, nhặt đây kì. Rồi tôi phá chút hàng rào anh em ạ. Quái phải nâng cấp lên á. Thế nhưng mà giờ làm sao mà lên được anh em ơi? Làm sao mà để tôi để tăng cấp giờ? Mẹ tôi xuống khô máu với nó anh em ạ. Thằng nào, nào ui, hình như là quái rồi đấy anh em ạ. Hình như là có scare đúng không? Tôi tối nhỉ, để tôi cho lên sao nào. Tôi cho cái brightness lên sao nào. Tối thế. Ê, thế đéo nào. Nó có vẻ thông minh anh em ạ. Thôi rồi, để tôi thử mò đường khác sao nào. Đây, đây vọng anh em ạ. Ồ, ở đây này, scare đấy anh em ạ. Ôi, nó có zombie còn trong đấy đấy anh em ạ. Ghê lắm, à này, nó còn nấm này. Còn nấm này thế nhưng mà còn nấm này thì có làm được cái gì không ấy nhở? Hình như là mình cần có cái bát nữa anh em ạ. Hình như là mình cần cái bát đấy. Nấm này mình mới chỉ làm được cái màu nhuộm thôi. À nó cát này anh ơi. Nó cát này, nó cát này. Tôi lấy cát và tôi đi lên trên làm sao. Bắn đè đầu là chết đấy à. Thế á. Quái cướp. Ông nói chuyện với tôi cà phê tôi chỉ cho á. Thế anh em biết gì thì anh em comment đi. Chứ mà thật sự là game này tôi đéo biết cặc luôn anh em ạ. Thật sự là đây là lần tiên tôi chơi cái rồi là crap đấy anh em ạ. Ơ thế đéo nào mà cắt nhiều thế. Ơ sao cắt thì nhiều thế anh em. Tôi phá từ nãy giờ mà cắt đéo hết. Đây đây nhưng mà ít ra là có nước để tôi từ bơi trên đéo nào. Ồ cái này là một cái pháo đài sao ấy anh em ạ. Đúng rồi, cái này là một cái pháo đài anh em ạ. Đẹp nhở. Vậy tôi làm chọn này làm nhà luôn nhá. Trông được nhở. Ấn ngồi để lụm đồ à? À thế à? Cần kinh nghiệm à? Mẹ rắc rối nhở? Á chà. Hello anh. Ôi. Ôi, mẹ scare kìa. À đây đây. Ở đây đấy ông ơi. Thôi rồi. Thôi kệ mẹ bọn nó đi anh ạ. Bây giờ làm sao mà tôi vào trong này được nhở? À này nó có gỗ này. Tôi có dùng tay không nó phá được gỗ không? Ôi cái gì cơ? Cái gì đấy? Có ma à? Ôi what the fuck? Ơ à, cái đéo này đấy. Cái đéo gì đấy anh em ạ? Địt con mẹ cái gì đấy? Ôi ôi what the fuck? Yêu à, nào cái đéo này kia nó bảo là Nó bảo là bây giờ là tôi có thể summon ra con đéo gì ấy. Bây giờ tôi có thể triệu hồi ra con gì ấy. Tôi triệu hồi ra con gì và nó sẽ làm thằng lính của tôi anh em ạ. Thế nhưng mà tôi cũng đéo biết triệu hồi kiểu gì. Lạnh là mất máu á. Mẹ thế giờ thì làm sao để hết lạnh anh em? Anh em. Ok hello tất cả mấy anh em mới vào nhá. Tôi là tài cát anh em ạ. Chung là cái nick chính của tôi là tôi bị toang rồi. Chung là tôi cũng đéo biết là tôi bị sao ấy. Thế là tôi phải stream với nick phụ. Được rồi, nói chung là cái hòn đảo này tôi thấy là có vẻ là mình đéo có hốp rồi anh em ạ. Tôi sẽ nhảy xuống cái đảo kia. Ok. Oh! Nàng tên cái các bạn. Ôi em ơi, anh tới với em đây. Ơ ôi cái đéo đỏ thế. Cái đéo đỏ đấy. Ôi ôi địt con mẹ. Ôi ôi what the cái đéo gì vậy. Ơ blame lag. Lag anh em ạ. Lag anh em ạ. Cái con mẹ tại sao lại ở biển nữa rồi. Đưa anh lên trên bờ em ơi. Thế nếu mà theo tôi biết đây là cái trò RL Crab này là cứ mỗi khi mình chết ấy. Ô cái gì đỏ vậy? Cái đéo gì đỏ vậy? Cái đéo gì đỏ đấy? Ôi cái gì đấy? Ôi nè 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 ra. Hình như là bọn ôi đi à. Đi thôi. Tha anh em ơi. Tha vãi lìn. Cái đéo gì nhở? Cái đéo gì đấy anh em? Mẹ! Thế bây giờ sao anh em? Đảo đi! Ôi! Hay quá! Ôi may quá anh em ạ! Ở đảo rồi! Đảo rồi! Bây giờ tôi sẽ chặt cây anh em nhá! Thế nhưng mà... mình cái đéo chặt được cây vậy đâu anh ạ! Bây giờ là mình muốn nó cây ấy, là mình phải phá lá cây! Phá lá cây này. Mình cần cái gậy các bạn. Mỹ nhân cá vãi cứt. Mẹ. Vừa ấy tôi nhìn mặt bọn nó mẹ trông ghê vãi cứt luôn đấy.
Cách cốt à đây. Gậy này các bạn đó. Chúng ta sẽ có gậy nhá, sau đó là chúng ta sẽ cần đi tìm sỏi. Đấy, tôi chỉ biết là mình làm cái điều gì thôi. Bây giờ tôi sẽ tìm sỏi các bạn. Đâu rồi? Sỏi là nó sẽ ở mấy cái vùng nước ấy. Mẹ, có gì thế các bạn chỉ tôi đấy, chứ không phải toàn thật đấy các bạn. Chứ mà tôi biết đéo ở đâu. Còn mẹ sao mà tôi thấy có tiếng quạ nghe ghê thế. Tìm sỏi đi. Ừ đúng rồi, bây giờ tôi tìm sỏi này. Ở đây này có sỏi này, ôi mẹ có than luôn kìa, ôi mẹ. Tôi trông chỗ này có vẻ là khá là yên bình anh em ạ. Để tôi trông chỗ này này. Tôi trông nó khá giống cái ơ. Hình như là đấy là một cái con. Con này là con này là con đéo gì ấy nhỉ? Trắng trắng em ơi, trắng trắng em ơi. Cút em ơi. Không biết nó có đánh mình không thế, nhưng mà thực ra tôi trông nó cũng hiền hiền đấy các ạ. Nè, tôi nghĩ chắc là nó sẽ đéo quạc tôi đâu. Mình đéo đùa với em nhá. Tìm sỏi đây đây. Có sỏi đây các ạ. Tôi sẽ phá thử cục sỏi xem sao nào. Đấy. Có vẻ là nó chỉ bay nó nhìn mình thôi các ạ. Có vẻ con đấy là nó hiền rồi. Chắc là nó không đánh mình rồi. Bây giờ mình phá để mình tìm cái đá lửa ấy, đúng không anh em? Thì tôi nhớ là như thế. Thì chế đổ đá à? Đổ đá. Nhưng mà thế nhưng mà sao mà chế? Tôi phải có rìu chứ đúng không? Xong tôi phải chặt gỗ chứ đúng không? Rồi tôi mới đi đào đá được chứ đúng không? Nó toàn ra gravel. Sao tôi nghe có tiếng tôi nghe có tiếng gì ấy nhỉ? Nó toàn ra gravel anh em ơi. Thì chế đổ đá luôn á, ok. Tôi thật với em chứ mà mẹ tôi mà có đá tôi chế luôn. 4 hạt thì ghép lại được một đá. 4 hạt á? Hạt nào đấy anh em? Hạt nào ấy? Tôi phá mãi mà sao nó đéo ra cái đá lửa ấy nhỉ? Nó không đánh á? À ok ok. À đây rồi, đây. Đây rồi. Thì theo tôi biết là cái đá lửa này là mình đập nó này. À mình đập nó như vậy anh em ạ. Còn đéo nó kêu ấy. Làm sao? Cái đéo gì? Ô lạnh rồi. Hình như tôi đã bị lạnh ấy. Bây giờ tôi sẽ làm cái rìu anh em ạ. Tôi làm cái rìu đây rồi. Đấy 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 đấy. Hình như cái này là mình chặt được cây rồi đúng không? Đúng không? Toang rồi á? Toang rồi. Thế đéo nào mà toang? Thế đéo nào mà toang anh em? Tôi thử chặt cái cây sao nào. Thế đéo nào mà tôi vẫn chưa chặt được cây anh em? Ơ? 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 Tôi nhớ là mình có cái này rồi mình chặt được cây mà nhỉ? Vậy để tôi tìm thêm cái đá lửa nữa anh em ạ. À đây đây, ngon rồi. Để tôi grab thẳng luôn làm sao nào? Không được à? Thế là sao? Thế là sao? Thế là sao anh em ơi? Nhanh mẹ lên chứ không tối vào là chết mẹ tôi đấy anh em ạ. Tối vào là tôi ăn cứt đi. Nào. Em có tọa đây rồi. Ngon rồi, ngon rồi. Tôi đập thử cái cục cái này nữa anh em ạ. Ở đây này tôi được 5 cái rồi. Tôi sẽ tạo ra nào. Không được cái gì à? Flint knife. Bây giờ tôi cần cái flint hatchet ấy. Nó là cái rìu ấy. Đây này. Đâu ấy nhở? Tôi nhớ là nó có cái flint hatchet. Đây này này này. Cái rìu này này. À. Tôi cần có cái dây này nữa à? Tôi cần cái dây nữa anh em ạ. Tôi cần cái dây à? Thế giờ làm sao mà bây giờ vách tối rồi các ơi. Tối rồi các bạn. Chứ cha rồi bây giờ tôi còn không về tôi còn không đào than rồi. Bây giờ làm sao để tôi có được cái ấy nhỏ? Bây giờ làm sao để tôi có được cái mạng nhện đây anh em? Phá mấy cái này nó có ra mạng nhện đâu? Tôi chết mẹ rồi. Chắc là chúng ta lại phải đào lỗ rồi anh em ạ. Chắc phải đào lỗ rồi anh em ạ. What the fuck? Vì sao mà tôi lại không đào được cái này nhỉ? Chắc phải đào lỗ xuống rồi anh em ạ. Anh lấy cái dao cắt tỏ à? À thế à? Thế à? Ô. Oh. Thế nhưng mà bây giờ làm sao để được làm sao để được cái sợi chỉ anh em? Tối mẹ rồi anh em ạ. Tối mẹ rồi. Thôi từ từ để tôi chui lỗ đây anh em ạ. Ghê quá. Đất đâu? Thắn nó vào. Đấy. Bây giờ sao anh em? Có gì thì anh em chỉ tôi đi. Da á, bây giờ làm sao để mà tôi có da? Ghép lại á? Ghép cái này lại à? Đâu? Hình như là đéo được anh em ạ. À, bây giờ sao anh em? Lấy ba cỏ ghép lại à? Thế à? À đây. À! À! Cảm ơn mẹ. Cảm ơn anh em. Mẹ tuyệt quá. Tuyệt quá anh em ạ. Tuyệt quá. Đấy địch mẹ. Có rồi anh em ạ.
Thế đéo nào mà tôi cứ nghe tiếng thằng nào mài dao ấy. Hình như có thằng nào nó mài dao ấy các bạn. Ba cái đó chế tạo được một sợi chỉ. À ok các bạn, đây này, đấy. Tôi có rồi các bạn, thế nhưng mà bây giờ tôi làm gì? Cái hạt này là mình ăn được không? Cái hạt này là mình ăn được không em? Hình như vãi ở cứt thật, cái game này là nó có mắt là mình phải có level đấy các bạn. Khá là căng. Ba lá. Bây giờ sao anh em? Bây giờ có cách nào để tôi thoát ra được khỏi cái buổi đêm này không em? Chứ mà đêm tối này chốc nữa, mà không biết là trong hầm này nó có ma đá không anh em? Kiểu chốc đá nó có lên chặt gỗ á. Lên á. Bây giờ lên nhỡ chết sao anh em? Cái đéo gì tối này. Đây rồi, đây rồi. Để tôi lên làm sao? Thịt mẹ. Cái này là cái bóng của tôi. Mẹ tôi nhìn tôi giật cả mình anh em ạ, vãi cứt. Cái đéo ở đây. Có rơi à? To vậy. Sao to vậy? Thế nhưng mà chắc là rơi là nó không đánh mình đâu anh em nhỏ. Cái mẹ đi nhỏ. Nào 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 nào, chặt nào, chặt nào. Cây ơi. Nào. À được rồi các bạn. Được rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Đây rồi. Ok rồi các bạn. Tôi có gỗ rồi. Tôi chặt thêm một cây nữa làm sao nào. Đây mà trong này nó có quái gì không anh em? Chết đấy á. Thế thế đéo nào được anh em. Không chết ở đâu. Không chết ở đâu anh em. Anh em cứ tin tôi. Ồ mẹ, hay nhở. Có quả này. Đây là quả thông đúng không? To quả thông đấy. Đấy. Chung là tôi cũng được khá khá gỗ rồi. Tôi sẽ chặt tiếp. Ồ, ở đây nó có mấy công trình gì này. Cái này là cái gì? Nó có rương không? Thì đéo nào mà lạnh thế. Thì đéo nào mà tôi nhìn người tôi bị lạnh cái này. Để tôi. Cái đéo ở đây. Còn rơi rồi anh ạ. Đừng tránh tránh anh ra em nhá. Quá nào mà tôi thấy tôi lạnh nhỉ? Ma cây à? What the fuck? What the fuck? Có ma cây à anh em? Ơi! Gì đấy? Ôi! Mẹ! Tôi bị lạnh anh em ạ! Ôi chết cha rồi! Bây giờ sao anh em ơi? Bây giờ sao anh em ơi? Tôi trốn vào rừng xem là nó có bớt lạnh không? Hay là tôi... Bây giờ tôi làm gì nhỉ? Thế hay tôi đóng đất nhỉ? Bây giờ mà tôi đóng đất thì nó có bớt lạnh không anh em? Ông bị sốc nhiệt à? Thế giờ sao anh em? Thế giờ sao để hết sốc nhiệt? Đây, tôi đứng ở dưới đất này chắc là nó hết lạnh chứ nhở? Anh lấy mấy cái đá trên khối cỏ à? Lấy mấy cái đá đấy để làm gì anh em? Rơi đột biến à? Ừ, rơi to vãi cứt anh em ạ. Đầy quái á, chạy cũng sốc nhiệt á. Bây giờ sao anh em? Mẹ tôi lạnh quá, bây giờ tôi đéo làm một gì anh em ạ? Để tôi ăn thử cái quả anh em sao nhá? Nó còn đéo cho tôi ăn. Vãi. Cái gì đấy? You are lily, tôi bị cái tượng. Ôi. Hình như là tôi đứng trong bóng tối lâu quá là tôi sẽ bị làm sao ấy. Tôi vừa đọc thấy là nó bảo là mẹ tôi đứng trong chỗ tối quá. Thế nên là mẹ mày khả năng cao là tôi sẽ bị giết bởi con đéo gì ấy. Phá phá cái đi đâu nào. Phá phá cái cục đất trên đây đâu nào. Thế nào mà tôi lại không phá được cái cục đất bên trên đây nhở? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi, nhanh, 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 nhanh. Hình như là có con đéo nào nó gầm rú ấy. Ôi, sói ơi. Chó ơi, mẹ. Tôi gặp con chó mà tôi vui vãi đái anh em ạ. Tôi gặp con chó tôi vui vãi. Creeper. Ôi. Con đéo gì kêu đấy. Từ từ nào chúng mày. Để tao thở cái. Cái đéo gì ấy? Cái con đéo gì ấy? Cái con đéo gì ấy các bạn? Con ma cây à? Đây này. Vãi cả cướp. Ui. Mẹ, thôi từ từ anh em ạ. Chắc là tôi phải ở đây để tôi trốn qua đêm anh em ạ, chứ không là tôi ăn cặc đấy. Đến hồ à, lên uống nước à? À ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tôi khát nước mà. Vãi cả cướp.
Mà hình như là trời sắp sáng rồi anh em ạ. Tôi nhìn thấy nó cũng gọi là, tôi nhìn thấy là mặt trăng nó cũng sắp xuống rồi này. Đây là có cái hồ này. Mình đi chậm chậm thôi anh ạ, chứ không là mẹ. Uống nước cái nào nhỉ? Nó còn đéo cho tôi uống nước. Ơ thế đéo nào mà tôi choáng thế. Ơ uống đi. Ơ thế đéo nào mà tôi đéo uống được đấy anh em ạ. Bây giờ làm sao mà uống được? À anh em, thế này tôi phải cần có cái thế đéo nào mà mở đây anh em. Ơi cái gì đấy? Ui dồi ôi, ui nó con quái đéo gì nó bắn tôi ấy. Nó con quái đéo gì nó bắn tôi ấy các bạn. Tôi đang ấn chuột phải thế nhưng mà tôi lại đéo uống được này. Thế đéo nào ấy nhở? Ớ tôi ấn cả chuột trái và cả chuột phải này anh em, nhưng mà tôi lại đéo uống được anh em ạ. Ấy thế đéo nào con này mà nó đuổi ra ấy nhở? Quái cây à? Bây giờ mẹ chết mẹ rồi, thế này chắc là tôi chết bị khát rồi. Mẹ đéo nào mà thằng của tôi nó khuyết tật quá anh em ạ. Mẹ nó khuyết tật tới độ mà tôi, mẹ tôi ăn chuột phải mà tôi, ôi địch cực. Chết mẹ rồi anh ạ. À phải ngồi à? Anh em comment nhanh lên. Trời ơi anh em comment thế tôi ăn cặc rồi. Anh em comment nhanh lên. Ôi đẹp thế. Sao đẹp thế? Ủa chết mẹ, tôi lại ở biển rồi. Tôi lại ở biển rồi các bạn ạ. Tôi lại ở mẹ nó biển rồi. Cái đéo gì kia? Lại là bọn tiên cá à? Thôi kệ mẹ bọn nó đi các bạn ạ. Để tôi bơi qua đây đi. Đây này. Cái này là cái đéo gì? Để tôi bơi qua nhóm thử các em nhá. Tôi mong là nó là một cái gì đó nó lành anh em ạ. Ăn cá. Mạng lác à? Thế anh em xem thì anh em. Ôi what the fuck? Sao mà chúng nó cứ nhìn tôi ấy nhở? Chắc là chúng nó không đánh tôi đâu chứ nhở? Mạng lác à? Lác à? Ôi ơi. Ui tôi lại bị chết mẹ rồi anh ạ. Tối này tôi lại bị chết mẹ rồi, lác à? Ôi ôi từ từ. Từ từ anh ạ. Thôi anh ạ, tốt nhất là mình nên bơi sao nó ra. Lác à? Vậy để tôi Thế anh em có muốn tôi chỉnh thấp nó xuống không? Thế anh em có muốn tôi chỉnh cho nó kiểu là nó nhẹ nhàng xuống không? Lát à anh em? Tôi đang xem stream của anh em mà tôi thấy là nó mượt này. Tôi comment từ nãy giờ mà mãi ông mới được à? Ngồi xuống chuột phải à? À tay không cầm gì rồi ngồi xuống ấy à? Tay không cầm gì rồi ngồi xuống ấy, mình mới uống được nước à? Kinh nhở? Mẹ! Được rồi, mẹ! Bây giờ là bọn tiên nó đéo có cơ hội giết tôi nữa đâu anh ạ. Chắc chắn với em, thề với em luôn. À đấy, có đảo này. Ôi cái đảo đéo gì mà trông có chết chóc cái này. Cái này là đảo đéo gì đây anh em? Uầy kinh nhở. Ui con đéo gì ấy? Hình như là con đéo gì ấy anh em, con hổ à? Đây này. Và là có lag không anh em, có lag không? Có lag không thì để tôi lag không thì để tôi giảm ấy xuống. À đảo quỷ à? Đảo quỷ à? Thì lên đảo quỷ luôn thì tôi cũng là quỷ mà. Ôi cái đéo đấy, cái đéo gì đấy? What the fuck? What? Chuyện đéo gì vừa xảy ra vậy anh em? What the fuck? À, đây rồi anh ạ, bình nghe rồi, bình nghe rồi. Nhanh. À, phá lá cây trước này đúng không? Phá lá cây trước để có gỗ mẹ. Bây giờ nhá, mục tiêu của tôi sống sót qua 2 ngày ở trong này mà đéo chết anh em nhá. Cái đấy là mục tiêu của tôi. À đây rồi, có gậy rồi. Đây rồi anh ạ. Đây đây, nhặt đi em ơi. Nhặt đi em ơi. Rồi. Ngu rồi. Anh em đừng chửi tôi, mẹ tôi mới chơi tôi biết đéo ở đâu anh em. Anh em phải chăm chỉ. Anh em phải chỉ tôi nhiều vào chứ tôi mới chơi tôi đéo biết cặc cái đâu. Đây này, có sỏi này. Tôi qua tôi lấy sỏi các bạn. Đây này. Tôi qua tôi lấy sỏi. Tham lam á. Tôi vào tôi xem thử thôi, tôi vào tôi xem thử thôi. Anh em làm gì gắt thế? Anh em làm gì gắt tôi thế? Trông nó đảo đẹp mà anh em, trông nó tím tím, tôi thích một tím vào xem thử. Có gật dưới đất đó à? À. Có gật dưới đất thì là sao? Này này có flint này, có flint này. Ném.
Đâu rồi? Có cục nào nó cứng cứng không? Để tôi có ném nó vào nào. Đây tôi đã qua bên này, tôi ném nó vào đây anh em ạ. Đây. Phá cát đi. Ném nó vào. Ném nó vào. Rồi. Sao tôi lại đéo nhặt được nhỉ? Nhặt đi em ơi. Rồi được. Ok rồi. Tôi được 4 mảnh rồi anh em ạ. Ấn ngồi à? À. Ok. Bây giờ là tôi sẽ phải làm thanh kiếm trước đúng không? Tôi phải làm con dao trước. À đúng rồi, tôi phải làm cái này trước. Xong rồi tôi đi gặt cỏ đúng không? Tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi. Tôi chơi một cái là tôi nhớ luôn. Tải cát hát co mà anh em. Tôi nhặt cái này này à, phải. Ôi. Ôi. Đây là nàng tiên à? Đây là tiên đúng không anh em? Ôi. Hello em, hello em. Oh. Đây là tiên anh em ạ. Ui. Đây là tiên. Mình đứng gần nó là mình được hồi máu này. Anh chào em. Anh chào em. Nymph. Con này là tiên Nymph anh em ạ. Đây tôi lấy được cái này rồi. Bây giờ là tôi lại phải tiếp tục cần. Ui. What the fuck. Lại cái đéo gì nữa đấy anh em. Tôi còn chưa sống sót qua nổi một tiếng ở trong game nữa. What the fuck? Lại ở biển à? Cho chết mẹ. Sea Serpent à? Sea Serpent hình như là một con rắn biển đúng không anh em? Phải cất tệ. Tôi bị giết bởi một con rắn biển rồi. RL Crab. Đây nó bảo này. RL Crab nó đúng là một con khốn à? Chuẩn mẹ rồi các bạn. Ở đây. Lại yên bình rồi. Có vẻ là tôi nhận ra cái vòng lặp của nó rồi. Cút. Con đéo gì ấy? Con đéo gì ấy anh em ạ? Đéo nào mà tôi lại cứ thấy tiếng quạ nhở? Sao nghe ghê ấy nhở? Tôi cứ thấy tiếng quạ anh em ạ. Ông phải để ý kỹ. Ok. Bây giờ phải để ý cái gì anh em? Con bất ngờ lắm. Ông phải để ý kỹ. Mẹ. Mẹ. Trời, tôi đéo biết để ý cái cặc gì luôn anh em ạ. Có gì thế anh em phải chỉ tôi đấy. Mẹ. Kiểu là mẹ tôi vừa đi. Tôi vừa phải. Ôi. Ôi. Đây là có thể rác đúng không? Anh ơi, chào anh. Anh ơi. Anh. Tôi thấy tiếng gầm của nó khá to anh ạ. Anh. Cái này là cái đuôi hay là cái đầu? À đây. Cái này cái đầu à? Chắc là nó sẽ đéo giết tôi đâu chứ nhở? Con lăng quắc à? Thôi rồi. Nói chung là bây giờ chúng ta phải có cái nhà đây anh ạ, chứ không thì mình cứ mẹ chứ không là mình cứ va vẩn hay là chốc là mình sẽ lại ăn cặc phân nó đây các bạn. Phải là cây này. Tôi sẽ phải có được ấy đã. Anh em thông cảm, mẹ tôi chơi RL Crab tôi mẹ. Tôi như tờ trắng biết đéo ở đâu. Mẹ tôi ngây thơ lắm anh ạ, tôi ngây thơ lắm. Tôi đéo biết cặc gì ấy, nên là anh em phải chỉ tôi. Anh em phải chỉ tôi chứ không là bữa hôm nay chúng ta sẽ lại đéo làm là con cặc luôn đấy các bạn. Để tôi đi tìm sỏi em nào. Nó không cắn đâu à? Tôi nghe câu ấy thấy hơi quen quen đấy. Tôi nghe câu đấy mẹ thấy có vẻ họ hàng tôi nói hơi nhiều. Ôi có một cánh đồng hoa này. Tôi sẽ gọi là tôi sẽ lấy tí hoa cho đời nó thêm đẹp anh em nhỉ. Chứ mẹ anh chơi RL Crab căng thẳng quá anh em ạ. Đấy. Mình có tí hoa trong người mình cảm thấy thơm thơm người lên anh ạ. Nó như con bò à? Ôi thích thế. Thế mà tôi trông nó đần anh ạ. Thế mà tôi trông nó đần đần mà tôi trông nó có cái sừng ấy trông ghê. Ôi con mẹ. Ôi lạc lạc lạc. Lạc. Ôi đi mẹ. Cái đéo ở đây. Cái đéo ở đây anh em. Tôi sởn mẹ cái ốc cái đồ này. Cái đéo ở đây. Tôi kệ mẹ đi anh ạ. Tốt nhất là mình cứ tránh nó ra. À đây. Vừa nãy là anh em bảo tôi ngồi xuống đúng không? Ngồi xuống ấn chuột phải là mình hớp vào nước đúng không? Thử không nào. À. Ok. Thank you anh em nhá. Mẹ được rồi được rồi. Ô. Cái này là cột đéo ở đây. Cột đéo gì mà trông cứ như là một chung cư này. Trốn á? Vào làng nhách à? Thế. Thế à? Ok vậy tôi vào trong xem sao. Không phải đâu á, vào làng á. Ok đây. Tôi vào luôn anh ạ, tôi vào luôn. Thế nhưng mà tôi trông cái này trông nó như kiểu là nó bị bỏ hoang ấy. Ui. Hello anh. Chắc là nó không đánh tôi đâu chứ nhở? Tôi cũng đâu có làm gì nó đâu đúng không? Chắc là nó không đánh tôi đâu anh các bạn. Có gỗ này thế nhưng mà
Tao đéo có sỏi nhờ, nên là tôi cũng sẽ đéo làm được cái gì với cái này anh em ạ. Thôi rồi, chúng ta cây tìm sỏi thôi. Cái mẹ con khủng long vừa nãy đi, tôi trông nó giống khủng long. Nó không cắn đâu. Nó lại không cắn đâu à? Ôi, what the fuck. Đây là con Krake. Con này nó làm gì tôi không? Cái mẹ đi anh ạ. Bây giờ tôi cần phải tìm sỏi. Tập trung anh em ạ, tập trung thì tập trung. Không phải đau quá. Nó không cắn đâu quá. Thôi anh ạ, tôi nghe có đấy hơi nhiều. Tôi nghe có đấy hơi nhiều rồi. Đây, tôi đã lấy cái Flint này. Tôi hình như là tôi phải cần 3 cái Flint đấy anh ạ. Tôi nhớ là tôi phải cần 3 cái Flint. Ít nhất là ba cái đá lửa thì lúc ấy chúng ta mới làm được cái rìu. Nào, tôi mong là tôi sẽ có được 3 cái đá lửa. Đây rồi. Tôi được thêm cái nữa rồi. Rồi, để tôi đập nó luôn. Tôi nhặt nó luôn. Rồi, tôi được 4 cái rồi. Tôi cần thêm một cái nữa đây các ạ. Thật cái này vào chứ không thì nước nó chảy xuống nó ấy quá. Phá cái này đi. Đây, tôi lên trên là tôi phá. Trên đầu mình nó cũng không có con gì đúng không? Đây, phá làm sao? Lo farm lấy đồ trước đi ông. Ok. Tôi farm mà anh em, tôi farm mà. Tôi farm vào lò luôn, thật. Thế nhưng mà game còn đéo cho tôi farm ấy. Anh rep chậm quá à? Thực ra cái này là do stream nó bị delay đấy anh em ạ. Nó bị delay tầm khoảng 12 giây. Thế nên là anh em comment là phải tầm 12 giây sau thì tôi mới thấy được comment của anh em ấy. Chứ thực ra là tôi cũng muốn rep anh em luôn lắm. Nhưng mà mẹ nó bị vậy nên là anh em thông cảm. Đây, tôi có thêm một cái nữa rồi. Đập luôn. Rồi, có 6 cái rồi anh em ạ. Tôi sẽ làm cái gì trước đấy nhở? Tôi sẽ làm cái kiếm trước này, con dao trước. Cái đéo vậy đấy. Tôi thấy thằng nào nó mài dao ấy. Hình như cái đấy là tôi mài dao ấy đúng không? Đây rồi, tôi có được cái fiber rồi. Tôi sẽ... Cái fiber là cái đéo gì nhở? Cái fiber hình như là cái mảnh. Ôi, tối mẹ rồi anh ạ, tối mẹ rồi. Nhanh. Tôi sẽ làm cái sợi chỉ trước. Đấy, được rồi. À, cái tiếng đấy là cái tiếng mà tôi mài dao anh em ạ. Tiếng tôi làm ngồi để lật cho nhanh à, nên không chỉ rõ được. Ừ, anh rep chậm à? Không sao đâu, nó có gì thì anh em cứ nhắn đi, tôi đã đọc hết mà. Anh em yên tâm, tôi đọc hết mẹ luôn mà. Chặt cái cây đấy anh ạ. Bây giờ chúng ta đặt mục tiêu, chúng ta chặt nhiều cây trước khi trời tối anh em nhá. Xong rồi chúng ta sẽ xây, chúng ta sẽ xây tạm một cái chuồng xí anh em ạ. Cái chuồng xí nó giống như hôm qua tôi xây cho anh em ấy. Tôi sẽ vào trong đấy và tôi trốn. Đây, tôi sẽ mở cái này lên. Tôi nhặt. À, đây này. Con này là nãy là anh em bảo là con bò đúng không? Đây này. Ủa ơi, tôi tin anh em phát ra là. Anh ơi, em chào anh. Thế bây giờ tôi đánh nó thì nó có đánh mình không? Anh em, bây giờ tôi đánh nó thì nó có đánh mình không? Cao này. Sao cao ở trong này nó khỏe vậy? Con mẹ. Cao mẹ. Cao đánh 4 phát mới chết luôn anh em ạ. Tôi đánh bò nó 4 phát mới chết luôn anh em ạ. Căng thật. Chặt nhanh và nhiều. Ok. Tôi chặt đây các ạ. Chặt đây. Thôi bây giờ là mình làm. Bây giờ là mình gọi là mình chặt trộm cây chứ là biết sao được đúng không? Ô, nó rơi vào con kia nó có chết không? Nó không chết anh ạ. Tôi chặt tiếp sao nào. Nhanh nào, hãy cố gắng chặt thêm được một vài cây nữa trước khi trời tối. Chặt thêm cái này. Lo farm à? Farm đây các ạ. Thế nhưng mà tôi cũng cần đồ ăn chứ đúng không? Tôi không có đồ ăn thì chắc nữa là tôi cũng ăn shit ấy. Chặt cây chế đồ à? Ok. Giờ thì anh em, thế giờ tôi phải chế đồ gì trước? Giờ tôi phải chế đồ gì trước anh em? Tôi cũng có được khá khá rồi. Tôi cố gắng chặt thêm một cái nữa nào. Ôi, nó lại là con đấy đấy. Ui mẹ, đông thế. Dùng rìu đánh cho nhanh à? Đây này. À, mình dùng rìu là nó khỏe hơn à? Tôi cứ tưởng là mình dùng dao. À, ok. Vậy tôi sẽ chế tạo cái bàn chế tạo trước. Thế xong cái bàn chế tạo rồi mình làm gì? Tôi được cái hạt ngô này. Cái hạt ngô này nó còn đéo cho tôi ăn. Để tôi chế tạo cái bàn chế tạo nào. Ở đây này, đấy. Ơ, sao nó đéo cho tôi tạo ra cái ván gỗ anh em? Thế đéo nào? Thế đéo nào? Ui, con đéo ở đây. Ông đặt thân gỗ xuống xong chuột phải. À, thế à, ok.
Đây đây, đặt xuống đúng không? Xong rồi dùng rìu chuột phải à? Thế là dùng cái nào chuột phải? Phải anh em? Tôi chuột phải nó mà nó có được đâu đâu. Ôi! May là nó là con zombie thôi anh em ạ. Thôi rồi, bây giờ tôi sẽ chạy tới chỗ nào đó nó an toàn, tôi trốn trốn này anh em ạ. À đây đây đây, tôi biết một cái trò rồi anh em ạ. Đó là trò này. Tôi sẽ xây lên trên cao đi. Đó. Đây cái này xong rồi chúng ta xây một cái chỗ nhỏ nhỏ để chúng ta trốn. Đấy, trốn thế này chắc là chúng ta sẽ sống sót qua được anh em nhỉ. Chắc là sẽ qua được một đêm anh em ạ. Lấy rìu à? Rồi dùng rìu cạo ra. Là mình dùng rìu rồi mình ấn chuột phải vào cái thân cây hả? Đấy. Thế hay là phải tạo ra cái rìu nữa à? Tôi tưởng là cái hatchet này nó là cái rìu rồi mà. Cái này là pickaxe là cuốc này. À, sẻng này, cái này là cái hoa, nó là cái nó cái cuốc ấy. Tôi chuột phải vào mà nó đéo được này anh em. Này. Tôi chuột phải vào mà nó đéo được anh em ạ. Có mỗi con bay bay vào xuyên block à? Thế nhưng mà chắc là nó sẽ không ở gần chỗ tôi đâu. Thế nên là chắc không sao đâu anh ạ. Không sao đâu, không sao đâu. Rìu đá lửa à? Đấy. Đấy. Cái này là cái rìu đấy. Ấn nút chuột phải à? Đấy. Tôi cầm cái rìu xong rồi bây giờ thì tôi làm sao? Ngồi xuống đấy. Rồi đấy. Tôi đang ấn ship đấy. Tôi ngồi xuống ở đây anh ạ. Nhưng mà ở đéo tôi chặt. Cái đó à, cái rìu á. Tôi thấy cái này là cái hatchet mà. Bây giờ thì làm sao mà làm cái rìu anh em? Giờ thì làm sao để làm cái rìu? Cái rìu à? Thế giờ thì làm sao để làm cái rìu anh em? Đây này, thì tôi đang cầm cái hatchet đây này. Đây, tôi đang click cả chuột, tôi đang click cả chuột trái và cả chuột phải đây, nhưng mà nó đéo được anh em ạ. Click vào à? Anh em thử lên trên wiki đi, tìm hiểu thử cái đi chứ mà mẹ. Chứ mà tôi bị tắc mẹ đây rồi các ạ. Tôi tới đây xong tôi đéo biết làm cái cặc rồi. Tháp này, ôi. Tháp sáng lắm. Tôi nghe có tiếng diều hâu. Tôi nghe có tiếng diều hâu anh em ạ. Tháp này trông giống như kiểu là trông giống như cái chung cư ấy, đây này nó sáng ấy, kiểu là đêm rồi ấy, nhưng mà có người họ thức, họ livestream, chắc là tôi ở trong đấy đấy. Chắc là cái này là chung cư họ, nó đang diễn tả lại tôi ở ngoài đời đấy các bạn. Cái rìu à? Chuột trái hay phải à? Tôi ấn cả chuột trái và cả chuột phải đấy anh ạ. Thế nhưng mà thằng nhân vật của tôi nó đéo làm cái gì? Kinh nhở? Nó còn đéo cho tôi tạo ván gỗ luôn anh ạ. Kinh nhở? Để tôi xem thử cái này xem nào. Nó phải có cái gì đấy? Cái này là cái gì? What the fuck? Cái này là cái gì? Zbook mark á? Cái này là cái đéo gì? Click chuột ở dưới chân thử. Đó là tháp bot à? Vãi cứt. Đó là tháp bot à anh em? Click chuột ở dưới chân à? Tôi thấy click mà nó lại đéo hiện ra cái gì anh em ạ? Click mà nó lại Ôi. Tôi nhìn thấy con đéo gì ở dưới chân tôi ấy. Anh em có nhìn thấy không? Tôi nhìn thấy con đéo gì ở dưới chân tôi ấy anh em ạ. Mày cứt. Ok có làng. Ô này anh em ơi, có làng anh em ạ. Tôi sẽ đánh liều, tôi chạy xuống làng anh em nhá. Ui đấy đi mẹ. Ôi. Ui mẹ. Con chó này nó cứ canh tôi. Chắc chắn là nó không có hiền lành gì rồi anh em ạ. Nếu cứ canh tối này là chắc nó tính giết tôi rồi. Đây này. Con này thì nó có hại không anh em? Giả sử giờ tôi xuống thì nó có giết tôi không? Thôi tôi đứng mẹ lên cho an toàn anh ạ. Chắc là tôi phải đợi trời sáng sau đó thì tôi mới chạy ra được cái làng.
Tôi thấy là anh em nói chuẩn đấy. Tôi chờ sáng mẹ đi các bạn. Đây này, tôi thấy mặt trăng chung là nó cũng sắp lặn rồi. Nó lặn xuống là tôi đi thôi. Sắp lặn mẹ rồi. Chờ sáng cho an toàn các bạn, chứ mà giờ đi kinh lắm mẹ. Cho quái là mẹ sọc mình đấy. Chờ đi đúng không? Chờ đi, chờ đi. Ít ra là chúng ta cũng sẽ thành công sống sót qua được một đêm này các bạn. Có à? Có à? May mà tôi hỏi ý kiến anh em ạ đấy. Trong lúc chờ thì tôi lôi hoa ra cho anh em lôi hoa ra cho thơm đúng không? Tôi lôi hoa ra cho anh em được thưởng thức cái mùi hương cho thơm. Đấy, đây tôi đây tôi cầm hai hoa luôn đấy, tôi cầm hai hoa hai tay đấy đấy. Cho anh em bấm nhìn cho thích. Thôi thì nói chung bây giờ chúng ta đợi thôi các bạn. Ô, mưa rồi. Mưa rồi. Đấy thì nó mà ôi, cái con gì sáng sáng kia? Lửa à? Đây là lửa tím anh em ạ. Kinh nhở. Đây là kênh tấu hài chứ còn phải kênh sinh tồn đó. Tôi đang chơi trai hát đấy các bạn. Tôi không có tấu hài đâu. Hình như là nó làm ướt tôi ấy, tôi bị lạnh rồi. Thì anh em có thấy nó màu màu không? Để tôi chắn lên trên đầu vào anh ạ. Tôi chắn trên đầu vào. Đấy, chắn vào thì chắc là nó sẽ bớt mờ. À, tôi mờ cái này hình như do tôi khát nước hay sao ấy. Không chết vì sinh vật mà. Thế nó có cách nào để mình làm cái chai không em? Có cách nào mình làm cái chai rồi mình đi xúc nước? Chứ không thì cái này thì trông cho tôi chết khát à? Đấy thế anh em có muốn đi vệ sinh. Ôi ôi, nó bảo là tối quá, khả năng cao là tôi sẽ bị giết bởi con gì đó đấy, nên là tôi phải mở tí ấy cả. Tôi mở ra tí cho nó bớt tối. Tôi đặt cái cục này rồi. Chết mẹ rồi, tôi sắp chết khác rồi. Đằng nào chẳng chết á, đằng nào chẳng chết á. Anh em khinh tôi á, anh em khinh tôi á. Con đó là con được bóp á. À, con đó là con hoa, cái con đó con tiền à? À. Cần da à? Bây giờ làm sao có da? Vừa nãy là đây này, vừa nãy là tôi có được một da này. Phải cần bao nhiêu da anh em? Ở đây sáng rồi đấy, sáng rồi đấy anh em ạ. Chắc là tôi đi rồi đấy nhở? Vậy tôi đi nhá. Tôi đi rồi anh em ạ, chứ không tôi cứ đứng ở đấy. Tôi thấy là con kia là nó ôi con này bây giờ để tôi xuống tôi quạt mặt nó anh ạ. Con này láo thật. Đây em ơi, em có thôi kệ đi, tôi phải đi uống nước đã chứ không là tôi chết đấy. Tôi nhảy xuống chắc là mất một tí máu nhưng không sao đâu. Chạy 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 chạy. Đây tôi đã chạy qua bờ suối các bạn. Tôi đã đứng ở ở đâu nhỉ? Ở đây đi, ở đây đi, ở đây đi. Đây, sông đây, sông đây các bạn. Sông đây. Nhìn xem có gì không. Đấy tụi mình trốn vào dưới cây cho nó an toàn. Uống 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 uống. Rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Quá ngon rồi anh ạ. Tôi phải nhặt lại hoa của tôi đã. Hoa của tôi đẹp. À đấy, tôi uống xong rồi tôi hết choáng rồi đấy. Tôi hết choáng rồi. Ngon rồi. Bây giờ tôi sẽ chạy qua làng nhá. Tôi nhất là mình đi từ từ thôi các bạn. Chứ không mình chạy nhanh rồi kiểu là mình gây ra tiếng động ấy. Quái có thấy. Ôi, chào anh. Chắc là con zombie là nó vẫn, chắc là nó vẫn, sức mạnh của nó là nó vẫn như bản bình thường chứ nhở. Chắc là nó không khỏe hơn bản bình thường là mấy đâu nhở. Nó còn 42% kìa. À đấy, có vẻ là nó cũng không có khỏe lắm anh ạ. Đấy, tôi đã thành công giết được con móc đầu tiên anh em nhá. Thành công giết được một con quái ở trong RL Craft. Tự hào phết anh ạ. Đây là bóng râm này, thích nhở. Trùng râm này thích nhở. Ui chết mẹ rồi. Trời mưa này bị lạnh anh em ạ. Làng đâu, làng đâu. Đây. May quá là có anh ngôi nhà. Tôi mong vào trong này. Tôi mong vào trong này có ba anh dân làng thân thiện. Tôi mong là anh cứ đừng giết tôi. Tôi mong là anh cứ đừng giết tôi anh em ạ. Cái đéo gì đấy? Cái đéo gì mà làng lại bị phá hủy rồi này? Ở trong này có gì không? À có đuốc, có đuốc, có đuốc. Có đuốc anh em ơi. Đuốc 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 đuốc. Ui ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Tôi cầm ra đấy. Thế này là anh em sẽ không bị tối rồi. Thế này là anh em sẽ thấy bị tối rồi. Sau 3 ngày vẫn xài đồ đá lửa.
Anh em phải chỉ tôi đi. Anh em phải chỉ tôi đi chứ không là tôi kêu là tôi. Được rồi. À, tôi thoát ra, tôi ra wiki tôi xem thử xem mà làm sao để chế tạo được cái bàn chế tạo nhỉ? Hay là anh em thử lên mạng rồi anh em xem thử tôi đi. Anh em xem thử xem cách làm sao để chế tạo ra được cái bàn chế tạo ấy. À, mình muốn chế tạo cái pickaxe là mình cần là mình muốn chế tạo cái cuốc là mình cần cái bằng này thôi các bạn. Ngon rồi, ngon rồi. Tôi có đủ đá lửa ở đây. À, thế là tôi chế tạo rồi đấy. Thế là tôi chế tạo được cái rồi đấy. Ở đây tôi sẽ cần cái này. Mẹ nó mưa này là tôi bị lạnh đấy. Tôi sẽ cần cái gậy các bạn. Tôi sẽ cần hai cái sao ấy. Ôi chết rồi. Nhầm rồi. À, ấy nhặt rồi. Ở đây tôi có 22 cái gậy đấy. Đào ván của dân à. Vô thế giới 2B 2T á. Cái đấy khó lắm. Lên Google à. Đây đây. Tôi sẽ làm cái cuốc. Ôi chết mẹ rồi. Thế nhưng mà làm cái cuốc là mình cần có cái bàn. Là mình cần có cái bàn chế tạo này. Bây giờ thì làm sao để làm được cái bàn anh em. À. À đúng rồi, đúng rồi. Tôi vào tôi đào cái ván gỗ. Hay quá. Hay quá anh em ạ. Sao anh em thông minh thế. Hình như là ngồi xuống rồi click vào đây này. Tôi vào tôi đào cái ván gỗ này là tôi sẽ làm được cái craft table. Ngon quá anh em ạ. Quá chuẩn mẹ luôn. Quá chuẩn rồi. Thế là chúng ta có đường sống rồi. Thế là chúng ta có đường sống rồi anh em ạ. Tôi chỉ cần 4 cái thôi. Rồi. Rồi. Bàn chế tạo ra. Rồi. Có rồi anh em ạ. Có rồi. Có rồi. Làm cái rìu. Cái cuốc chứ, cái cuốc. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xuống hang động thôi các bạn. Đấy mẹ. Thế các em nào bảo tôi là mẹ 3 ngày rồi mà vẫn dùng mẹ đá lửa ở đâu mẹ. Đây nhá, bây giờ tôi đào đá ở đây. Bây giờ tôi dùng dụng cụ đá rồi các bạn. Có bộ stone rồi đấy. Tôi qua thời kỳ đồ đá rồi đấy. Anh tải bản hack à? Tải bản hack á. Gọt cái gỗ ra. Tôi thì tôi cũng thử gọt gỗ ở đây nhưng mà tôi thấy không được. Ôi. Cái gì đấy? Ôi chắn nó vào. Rồi. Từ từ đây anh ạ. Tôi giết con này đã. Ơ. Đây tôi đây cái đuốc này tôi cầm nó ra đây. Rồi. Phá đi. Tôi quạc con này đã. Tôi dùng cái hatchet tôi quạc nó. Trâu phết đấy anh ạ, trâu phết đấy. Đào hết à? À. Đào hết ván gỗ luôn à? Cái quái nào mà nó trâu này. Rồi anh ạ, chết rồi. Sao mà tôi lại không nhặt được cái này nhở? Sao tôi lại không nhặt được đá anh em à? Này. À đây, róc đây rồi. Tôi nhặt cái đuốc này. Rồi. Đây, tôi phá cục cái ra. Đây, tôi phá cục đất ra. Tôi nhặt cái đuốc. Nhặt cái đuốc, rồi. Đào hết ván gỗ à? Sao không làm rìu đá à? Ok. Vậy tôi làm cái rìu đá. Tôi đào hết đá gỗ luôn. Nhưng mà tôi đéo có đủ đá lửa rồi. À, tôi làm cái rìu gỗ được không? À đây, từ anh ạ. Tôi sẽ dùng cái này, tôi đào thêm đá cuội này. Sau đó là tôi sẽ làm cái rìu đá cuội, đúng không? Tôi thấy là vậy là hợp lý đấy nhỉ. Đây, xong bây giờ đặt ra. Tôi làm cái rìu nào. Thì cái rìu chắc là nó vẫn bình thường chứ nhỉ. À đấy. Đấy. Tôi biết mà. Thành công rồi các bạn. Thành công có được cái rìu rồi. Trời ơi. Đây là cái lần chơi lâu nhất của tôi. Bao nhiêu lâu tôi mới có được cái rìu đây các bạn. Tôi đào hết ván gỗ luôn. Ngồi xuống để lật cho nhanh á. Ngồi xuống để lật á. À. Ngồi xuống để nhặt đấy hả. Hình như là có quái sao ấy. Đây này. Có quái này. Quái này mà nó đông quái nhở. Oh. Tôi thấy cái rìu ấy đập khỏe lắm anh em ạ. Oh. Có cà rốt đấy anh em ạ. Tôi vừa mới nhìn thấy cà rốt xong. Ngồi xuống là mình nhặt được cho nhanh cả. Ok. Đây tôi ngồi xuống thử xem nào. Nhặt. Đâu. Tôi thấy là nó cũng vậy mà. Tôi thấy là nó cũng vẫn vậy cả. Tôi thấy là nó cũng đéo có cái gì lắm. Tôi thấy là có con tiên kìa. Ui con vách cúp. Chắc là tôi chạy qua chỗ con tiên đấy các bạn. Bởi vì máu tôi cũng sắp hết rồi. Chứ mà tôi không muốn là tôi vừa mới có đồ đá là tôi bị chết đâu. Tiên ơi. Em hồi máu cho anh đi em. Tiên ơi. Tiên này. Ủa ôi. Nó đuổi tôi tận đây luôn à. Kinh nhở. Bọn này căng thẳng thật. Tiên này. Để tôi xây lên bên trên.
Ôi! Vãi cả lìn. Vãi cả lìn anh em ạ. Nó khỏe lắm. Con zombie con nó giết tôi luôn rồi. Xem chất lượng mới được à. Thế anh em xem stream thấy anh em bị lag à? Có lag không em? Có lag không? Vậy anh em nào bị lag thì anh em comment số 1 đi. Hoặc là anh em đánh cho tôi chữ lag. Để tôi còn biết, để tôi còn giảm tôi còn giảm cái shadow xuống. Có lag không thì anh em cứ nói. Có lợn này. Có lợn này. Phá lá cây. Chắc phải là cây trước anh em ạ. Có gậy này. Thật sự là tôi đéo hiểu là cái quả thông này là nó dùng làm gì anh em nhá. Không bị lag theo theo vài phút tôi đi tham khảo thì cầm rìu click vào gỗ là ra ván. Thế à? Hay à. À cái rìu ô. Vịt té anh em. Ui. Có vẻ con này là tôi giết được anh em ạ. Đấy nó chết rồi. Nó chết rồi. Đây này. Nó rơi thịt anh em ạ. Tôi có thịt rồi, tôi có thịt rồi. Tôi sẽ đi tìm. Ô. Oh. Ô. Oh. Có một cái nhà nhỏ nhỏ này. Tôi sẽ bơi ra thử nhá. Tôi sẽ bơi ra thử xem có gì không. Xem chất lượng dụng cụ. À. Chất lượng dụng cụ ấy hả? Xem chất lượng dụng cụ là xem cái gì đấy anh em. Thì giờ làm sao để tôi xem được. Tôi mong là đừng có cái con sea serpent nữa. Tôi mong là con rắn biển nó đừng có bơi ra đớp tôi nữa anh em ạ. Ghê quá. Đây tôi ơ cái gì đấy. Lag à. Ôi ô. Có rương, có rương. Có bánh mì. Có sợi chỉ đây. Có ếch. Có trứng kích các bạn. Nó có cái crab table này. Ui ngon chưa này. Ui ngon chưa này. Bây giờ tôi dùng tay không cho phá này được không? À được rồi các bạn. Rồi đâu? Rồi. À đây đồ rồi các bạn. Tôi nhặt được cái crab table rồi. Tôi sẽ đi về. Sea serpent ơi em tha cho anh nhá. Sea ơi. Rắn ơi em đừng cắn anh nhá. Tha anh rắn nhá. Ghê quá. Đây rồi. An toàn rồi. Tôi lên được bờ rồi, tôi bơi một tí nào vào rồi. Tôi mong là tôi đừng bị con gì cắn. Mong là đừng có con nàng tiên cá. Đừng có con gì hết đấy cả, đừng có con gì hết. Tôi chỉ muốn chơi rồi là grab chill thôi. À đấy nó có cái hang này. Tôi trốn vào hang tí. Bây giờ tôi cần phải tìm cái sỏi nhỉ. Để tôi nhóm thử xung quanh có sỏi không. Ông tránh mấy vùng băng tuyết ra kẻo lạnh. À đúng rồi, cái vùng này tôi đang ở vùng băng mà. Vậy để tôi tránh nó ra. Tiên ơi, em hồi máu cho anh đi Tiên. Đúng rồi. Tiên này thêm theo anh nhá. Theo anh Tiên nhá. Tiên đây. Đúng rồi. Em ơi, đúng rồi. Theo anh. Ô, what the fuck. What the fuck kìa ta. À, hình như là cái này là do là tôi chỉnh cái này hay sao ấy. Để tôi tắt cái này đi. À, có đúng không? À, để tắt cloud đi anh ạ. Tôi tắt cái cloud đi đó. Thì nó sẽ hết là bị cái viền này là quái gì nhỉ? Bụt cười nhỉ? Muốn xem thì xem. Nhưng đam với tốc đánh à? À, đam mà tốc đánh à? Tôi nhìn thấy nó có cái gì? À, Tiên này. Ồ, có vẻ là em mới đi theo tôi đấy. Có vẻ là em mới đi theo tôi đấy các em ạ. Tôi thấy là em mới tốc biến theo tôi. Tôi sẽ... Ô này. Ui, what the fuck? Quái đây anh em. Sao con quái gì to này anh em. Ờ. Tôi nhớ là néo ra. Tôi nhìn nó có một cái hồ lava. Tôi sẽ thử đi vào cái hồ lava xem nó có ấm không. Tôi sẽ đứng cạnh cái hồ đấy. Tôi sẽ không nhảy vào đâu. Nên là anh em cứ yên tâm. Đấy. Chắc nó ấm lên rồi đấy nhở. Đấy. Tôi thấy nó ấm lên đấy anh em ạ. À đây này có sỏi không? À không à, tôi nhìn nhầm à. Hình như là cực quang à, gần tối rồi. Ừ đúng rồi đấy, hình như cái đó cực quang đấy các ạ. Tối chết mẹ rồi. Nó tối mẹ nó rồi các ạ.
Bây giờ mẹ sao mà đi tìm sỏi khó thế nhở? Để nước này. À, đây là nước này. Thôi rồi các bạn, tôi quyết định rồi. Tối nay là tôi